tài xế xe tải, công nhân, nông dân và cả cowboy rất đông đang đổ về thủ đô Ottawa của Canada để phản đối các quy định bắt buộc của Thủ tướng Justin Trudeau. Hơn 2 tuần qua, hàng ngàn tài xế xe tải và các đoàn người ngựa cũng đã tuần hành trên các tuyến quốc lộ để đổ về thủ đô của đất nước này. Kính thưa quý vị, trước tình trạng trên, hôm 6 tháng 2, thủ đô của Canada đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Được biết, số lượng người biểu tình hiện nay đã vượt xa số lượng cảnh sát. Ngoài ra, nó còn đang lan ra các thành phố lớn như Toronto, Quebec và Winnipeg. Đến nay, phong trào biểu tình tại Canada đã kéo dài được hơn 2 tuần với rất nhiều đoàn xe tự do phản đối các chính sách bắt buộc của chính phủ Canada. Một người dân thành phố Toronto có mặt trong đoàn biểu tình cho biết, tất cả chúng tôi đều phát ốm và mệt mỏi với những chính sách bắt buộc. Chúng tôi như đang phải sống trong một nhà tù lớn. Điều duy nhất chúng tôi mong muốn là quay trở lại cuộc sống bình thường. Gần chục ngày qua, rất nhiều xe tải và đông đảo người biểu tình dựng lều cắm trại trước nghị viện và văn phòng của Thủ tướng Justin Trudeau tại thủ đô Ottawa. Trước tình trạng trên, Thủ tướng Trudeau và gia đình đã phải sơ tán khỏi dinh thự. Văn phòng Thủ tướng Canada cũng đã xác nhận rằng ông Trudeau đang ở một nơi riêng biệt và làm việc từ xa. Theo hãng tin AFP, cuộc biểu tình quy mô lớn tại Canada đã nhận được sự ủng hộ của hai nhân vật lớn là cựu Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Tại Mỹ, Canada và các quốc gia phương Tây, tài xế xe tải được xem là trụ cột của đất nước. Trước làn sóng biểu tình của người dân trên khắp thế giới, đến nay, hàng loạt quốc gia đang bãi bỏ lệnh bắt buộc và hạn chế. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ra thông báo vào hôm 19 tháng 1 rằng các quy định và hạn chế như thẻ xanh, yêu cầu đeo khẩu trang và yêu cầu làm việc tại nhà sẽ bị dỡ bỏ ở Vương quốc Anh. Bắt đầu từ thứ Năm 20 tháng 1, việc đeo khẩu trang trong nhà sẽ không còn là điều bắt buộc ở bất cứ đâu trên nước Anh. Yêu cầu phải đeo khẩu trang trong lớp học và ở các khu vực cộng đồng đối với học sinh trung học cũng sẽ bị Bộ Giáo dục Anh loại bỏ trên phạm vi toàn quốc. Tương tự, chính phủ Israel cũng đã quyết định bãi bỏ các quy định về thẻ xanh từ ngày 6 tháng 2 đối với nhà hàng, khách sạn, phòng tập thể dục và nhà hát. Bản tin của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và bình an. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.